Đoạn chín lại ga đoạn nho nhân sơn bà Từ văn nòng mà thoa khuất nơi thần chư thân bản vân à vân lạc điệp ta bất nhiên thứ sách nỗi nhật nhật như ra mà thu gian đoạn bầu bên tê ta bán dương trường thằng canh tê bây à dương nó nhi rằm rửa đó hành lý câu ran non nắp phá các bà man phen phục cừu rầy cần cân tịch ơi sương đầy thư bơ rư văn hạ à chương biệt là rư nấy là rư á anh đài văn nọng pèc rư tay tai mưa quan sang viết rư rê bán lương huỳnh cựu rầy áo rư à tin hư chúa rư này rư viết phó xương khỏi sân cấm rửa ma sân nhóm sơn bà cấm rư ăn khen nơi kha rửa này rưa đường xa nòng nói cây ốc mì ri tỏi thơi phần viện rư phôi rong ngạ khăm đuổi pi Nhìn xài dù khẩn thi tàng đồng tịch du ra mà xuân đuôi rầy ước rằng ra tê đáy phên thang duyên sổ như ngư hòa lang chúc nữ chắc bạn buồn bao rủ non buồn sân bà thóc rư à dương leo đoán xúc rư bầu rư rán cam thang quan răng quan răng thay à nhan tư tưởng răng chúng bàn học đáng mọi khẩn tiểu tí tháp mà họp ngân mưa quán hòa tốc tê hỏi bán lươn hay lộ viện xiên lý quay đại ngàn trong cần cùng ai cán như lồng vần nương phai mưa thân hang phố Rập rây bòi viền lỗ nắng bàn Sơn bão ngẩn sang ốc bòi Nhờ rây đồn hư khói rắc ngơi quê Câu tài việc rửa thế rửa dương vẫn tự tê rụp nón kết nơi ruyền Xây tức bỏi minh à sen sáng vác Tức lũng thần lũng bát đinh đỏ Thiên địa vậy chiều à mưa quài mình quái nấy là nhất định bầu đây giờ nay quán khả bay à dưỡng bàn ngồi bên cần quay quán mê nhược khả quan nam mưa tim hắn nà họ lương ăn thay và mất nơi thân thiên thổ rúng nửa bên lùng to phúc Phản nhằng cưu khỏi minh quan sơn bà thinh khẩm quan thấy răng chữ thân nằm ta ăn răm kinh trong vằn bay thân hạ đinh nón a à. ăn lườn nòng tam thỏa cung lầu ngồi bên thuyền cung à hâu ranh xiết riêu à riêu à lòng thinh xiếp tăng hoa cứu rầy khẩn lo à ca ngoài nóc một quan khẩu tu biếc đuôi nàng hắn khẩn thường liền xăm tức thi khỏi là khẩn xiên lý viên sơn bà họ lương buồn thốn vằn con kết vằn con đầy kết nóng anh đài kết hết pi nọng sai bàn khoa nòng đá biếc mà thoa con ra vần ấy coi răng à ma tóc là thằng cánh câu ma quá xăm ơi tin hử hầu báo thân à tin nó 2 à, mỹ khẩn tên thân bà lấy nhủ mà dặn du Ba cả tu ngoài nóc anh đại thòng lo sắm như lần mình câu khai ở à, à khăn đoàn ra âu răng mà phôi vá bên khăm rầu khốn khéo à, cũng đâm như mực nguyệt lão bâu lộc pi quan câu tê óc bây nhà ban đuổi mẹ công à, sượng lúc đào tuế thanh niên thiếu nữ lúc do so, xiêng à, mẹ con phưa đèo lúc quay trốn tương văn mỹ rèn rầy tại nhân sơn bà thằng lúc đã kết khóa đông tầm giờ nay pìa mà thân ngoài nóc mẹ liền hư lúc ngốc đón quan vừa mình ngốc cứ hòa băng bức đạt như béo phong bươn lắm thúc ngày mười ta nã y bao hoa tươi phèn phương hắn nã quan khăn cổ xa mới sa mới xuân rồi phi cổ mà thân dương nón sơn bà hắn tang dương nhung mây quan tiền khả pi lô tung thỏa hay là rau chôn lá ma dùng ngồi sư bản chỉ à thân duyên đổ phưa minh quan thi đổ theo rườn khảm tin ốc phía hạ tê theo phưa mình nàng niên thiếu sang ơi khàn làm pi cũng động sang đuổi pi nòng chính là chúc thí anh đài vẫn con biển phùa sai khẩu tướng Đó học kỳ thân nóng ma rườn Mời rấy khẩu nắng ngã à xương là con Nóng khói lân truyền thuốn mỏi khăm trong khẩn năng tọa căn chàng khao Mời kinh nằm kinh lao kinh nơi nhầu. Phôi chuyện câu ta mà câu xàm đát Sơn bà quan khẩu bác xàm thương phi lẻo cỗ mà dương bàn câu chính thật mà cái khâu nhân truyền nòng khả mi thầy gen nòng na cổ tim mà thân thoáng hư thân rườn nòng nhằng à mỹ khân nòng nhi nòng na à nhằng bán phi văn xưa ram pi cũng cho nạ rư đoàn ra phi bầu thương nóng á à hết nơi mi vần ấy mà thân hạ à quê đuôi sử Mình nọng po khai hử mà lăng Kim ngần cắp khẩu khổ à san Có lẽ nọn nắp đỏ mỏi phê tem mây rượn Tê thân văn ngu à bươn lồng lang. Phi mì ngân phác văn ngói đài. Bia thúc bết khổ nạ khai thỏ theo. Biộc thúc mười tê hiếu ta có kim tóc hải nạn do phi ơi nhằng văn thử coi phôi đuôi căn nòng phôi lẻo thuận khăm ti kỳ khá cần trường chuẩn bị hết nơi bông ตั้งขึ้นมาเสืองเงินไม่กางร้องขันนั่งโตน้ากันเลยกินเส้นบ่ากั๊มเจนากินนางไม่มึงกําเจนปังพุยเบเพน Vít thương vít là chỉ a tinh có phần Bầu kinh nòn cũng chẳng hư kinh Nàng mới nàng mới đan khẩu a rim bàn câu Nàng cầm pin tăng lâu hư quan chén thứ nhất là, là năng mây pi tăng khẩn du tăng thi ngó căn bầu bân bầu hử hưng ngã văn mưa nắng trong hay tè vẹn ta khân nơi bằng như phúa mẹ đôi rửa chén thử son mới cá lâu vàng chén lâu kín thở thang vì ơi kết căn bầu bên tối đuôi căn bầu trách nóng vặn đâm là ra đáng nhẹ trách phi ca thiếp mây sinh nóng ngự tin ta mà tin tung thỏa hưng lai bầu hắn ná phi mà phó khai hứa à, mà ra cung các mất mạnh nằm tha nắng giọt lính mẹn à mưa răng hòa lọt thời lắng chắc sinh ống thì từ mất mẹn trống kha tạ chữ ra rã biết thảo rừ phong quá mùa trên lũ mới rảy nhu tư tưởng Rồi vì mà cứu nóng phen này Thằng nhân truyền rong ai hay cách bức nhọn họ mà hết nhục hư ra à. Phô mê tham mà sâu xa phù quý Bạn đuôi bi khăn la thôi Sơn bà du tang ngã à nơi bấu vẹc hồn phách phi ta sắc tam hoàng tự nhiên hắn phôi hạ à quang phôi quỷ xà ao căn bầu đáy khăng thương phi thái lòng lòng phương khói ron. thời lăng ra coi chẳng và căn. vừa vừa phôi đầy rong à khăm tóc nắng lùng khen ca leo cắt như ơi anh đại ủng ta ngã à nơi sơn bà hồn phách phi bi biên hóa bay ơi rồi, mỏi khẩn lo kha tạ chư rầy ba bay tim ray xa nhà cứu quan tê chúng thì lĩnh đan nha quỷ âu mà liền phục tí đuôi giờ lập khắc quan sợ sơ rình theo Rịp rong khoăn hỏi thiếu mà đàn Cụ ba kriếc phía quan than khả Tình nhật thay cơn phá là thôi Văn rinh theo tài à hôi tài rộng lầu bầu màu không khó ha cây màu pi tê lân na à kia à câu hư nón ra bầu phèn nghe tóng tao khang kim mà ngẩn tê pia hoan nón a súc lử nòng xuất giá tê thư anh đại liền khay à tu ruộm ốc khay à hòm âu ngân ốc biêu quan âu à hử răm pa cả sang trái ruộng qua, nãy cô qu, cô nãy bầu răng tỏng răng ơi đây hết đoạn 9